Rồi, giọng của Đắc Phương xin chào hết tất cả những anh em đang mời chim cô gái nha. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con thổ khoa nha anh em, màu hậu. Mới chinh phục được một tháng thôi. Chuyến đi đỉnh đèo Tô Nè nha anh em. Đỉnh đèo Tô Nè là sau rừng núi kinh khủng. Trưng bên này là nó bạn dĩ nó muốn giao lông mà nha nè. Đây, để anh quay cho anh em xem này. Phía trong cái nó lên tới trên luôn nha nè. Vừa thì mới một tháng thôi. Dù khi cho ăn á, xách xuống cái nhì nhì nó chay cái đéo một chút xíu đấy nha nè. Không sao hết, đang re đây. Thì anh em nào muốn đào tạo một con chim mồi chiến vừa sâu á, dàn hậu thì thôi, đừng nói nha anh em. Khi xách cái lông xuống là trời tối luôn, là nó gù 4 đeo giờ chiều, nó gù cho tôi đen luôn nha anh em. Đó, anh em xem tầng vi nè, đẹp cực kỳ nha anh em. Đầu mặt thì đây nó lên môi rồi, anh em thấy sâu con mắt nó kéo một đường ra sâu không? Sâu này thì đừng có nói là lì cỡ nào nha anh em. Còn cây nó chỉ nó chơi bằng đường gù từ gù tới gù thôi nha anh em, chứ đừng có không chưa nói là vào cây nha anh em. Thì mình của mình thì mình nói anh em nào cứ mình nghe mình tè trong video rồi kết hợp với cái thu thở con chim nữa là mà tin tưởng được nha anh em, chứ không phải là mình con cu không là gì mình muốn nói gì nói đâu. Chuyến đi đó là chỉ đúng bắt được một con này thôi. Đợt đá thời tiết không ngon nha anh em, trời lên dính mưa, nhưng mà con chim này nó cũng kinh khủng nha anh em. Đây, cặp mắt nè, sau này là xỉa 300 nha anh em. Đó, kết nhất là cái đường mà chi sâu chi mắt đó nha anh em, xách ra sâu à. Và thôi đứng nè. Thì anh em nào muốn gọt giũa một con chim bói rừng về dàn gù hậu đó thì thôi, mình đã bám báo anh em rồi, lên thì lên được mồi rồi thì anh em cứ dưỡng dàng nha anh em. Tập thì sao không biết, nhưng mà khi chạm bói rồi á thì bảo đảm với anh em là chỉ cần là gù một nửa ở lúc bắt nó thôi là cũng đã không có đối thủ đâu nha anh em, chứ đừng nói chim mà nó gù bằng cái ở ngô rừng nha anh em. Con chim mình gù dễ mang lắm nha anh em. Quay dàn cơm này, anh em xem cái dàn cơm này. Đó, chọc đuôi nè, tóm là một chút xíu thôi nha nè. Hai cái tầng quy nó đóng rõ rệt nha nè. Của tầng quy số 1 nó là một cục luôn nha nè. Siêu phẩm nha nè, nói chung là kinh khủng. Anh em nào đam mơ mà chỉ là muốn nuôi bồi rin á, không thích mồi á, thì anh em vờ, anh em chăm, anh em chơi, anh em bạn bè tới uống chè rồi ngắm chơi nha anh em. Sắc lông, cái màu lông hậu con chim này nè, nó mới độc nữa nha anh em. Quay ra anh em xem, nó quen rực luôn. Phao á, cứ lông phao á, những con chim này sau này nó bền lắm nha anh em. Thì mình đưa lên chim là những con chim ở rừng dê. Đó, sâu này nó mới chi chọi nha anh em, nó mới bán lĩnh. Anh em đi chơi là cam giác nha anh em. Chàng đọt con chim này hiếm nha anh em. Những cái cốt cách của chim này nè anh em à, sau này á anh em nào mà đào tạo lên mồi lòng lá hay lòng ghéo lòng đất cái đó, mồi đất cái đó tùy anh em, nhưng mà cái cốt cách của chim này đảm bảo với anh em là sau này là một sát thủ nha nè. Mình đưa cho anh em bằng uy tín, anh em cứ nuôi gọt giũa, không có tốn công mà cho ăn đại thấp hay dồn phân đâu nha anh em. Dân cường con chim này là lúc mà ngồi nó gù thì nó dè hoang nha anh em, khi nó nhảy xuống là sách xuống là trời tối đen luôn.
thấy cái miệng nó mọc nhỏ như này, sầu long quy, cái quy tròn vàng long quy học dầu đúng mung nha nè. Rồi thì mình xin chào hết tất cả nhà anh em. Anh em nào nhìn nhận ưng ý alo mình chốt con bội cọp này vừa anh em gọt giũa nha. Rồi anh em chơi. Rồi chào hết anh em nha. Anh em nào cứ nhanh tay chốt vừa anh em nuôi rồi anh em sẽ biết. Anh em không nuôi nữa thì cứ alo cho mình. Rồi chào hết anh em nha. Kẻ gù chồng, kẻ đứng cây cả cây gù nha nè. Không rước ác nha nè. Rồi chào hết anh em.